Dương Triệu Vũ lên tiếng bên vực Mr. Đàm chửi thẳng Tùng Dương. Nam ca sĩ đã nêu nick danh tên Tùng Dương trong chia sẻ của anh xoay quanh sự việc nhạc Bolero gây xôn xao dư luận. Hôm qua, một phát ngôn của Tùng Dương khi trả lời phỏng vấn cho một trang báo điện tử đã làm dậy sóng dư luận khi anh thẳng thắn cho rằng già trẻ lớn bé đắm đuối nhạc Bolero đúng là sự thụt lùi. Trước câu nói này, ngoài khán giả thì các nghệ sĩ hàng đầu đang theo đuổi dòng nhạc này cũng phản ứng dữ dội. Mới đây, Dương Triệu Vũ đã lên tiếng bên vực cho người tri kỷ Mr. Đàm. Khi ông Hoàng Nhạc Việt đang có đêm diễn với toàn bộ ca khúc nhạc Bolero, anh nói, nếu phải hạ thấp người khác mới tự thấy bản thân mình tốt hơn, đó là sự thụt lùi về nhân cách, gửi đến những người chưa thực sự tự tin. Đây là phản ứng sau khi đọc bài phỏng vấn Tùng Dương, già trẻ lớn bé đắm đuối nhạc Bolero đúng là sự thụt lùi. Dương Triệu Vũ đã không e ngại mà nêu đích tên Tùng Dương lên trang cá nhân. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngần thể hiện thái độ bức xúc với những lời lẽ mà khán giả nghĩ rằng người anh muốn nói đến chính là Tùng Dương. Mr. Đàm lên tiếng đáp trả, nếu làm được thì nó đã không bại trận trước cái trào lưu rất tư bản, thừa sức mê hoặc lòng người kia đang chiếm đoạt lấy mảnh đất vàng ngay dưới chân bạn, khiến bạn và cả một chùm văn minh lên đồng lên cốt kia đang hoảng sợ, hãy đứng yên đó mà xem. Ngoài ra, Lệ Quyên và Vũ Hà cũng nêu ý kiến của mình về sự việc gây ồn ào này. Sau việc ly hôn có con riêng, vẫn tìm được hạnh phúc bên một nửa kém hàng chục tuổi. Lê Phương, Cát Phượng, Thanh Hà là những sao nữ sau ly hôn vẫn tìm được hạnh phúc bên người yêu trẻ tuổi. Lê Phương là diễn viên quen thuộc trong các bộ phim truyền hình. Năm 2012, cô kết hôn với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Sau gần 2 năm chung sống, giữa năm 2014, Lê Phương đệ đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Câu chuyện ly hôn của Lê Phương từng chiếm nhiều giấy mực của báo giới khi đó. Sau đổ vỡ hôn nhân, Lê Phương lao vào làm việc, tham gia các dự án phim mới để kiếm tiền nuôi con trai. Đến đầu tháng 7, 2016, cô khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển trạng thái trên trang cá nhân sang đang hẹn hò. Từ đó, cô thường xuyên đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông giấu mặt. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bạn trai của Lê Phương là ca sĩ Phạm Trung Kiên, kém cô 7 tuổi, từng theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đang công tác tại đoàn nghệ thuật quân khu 7. Từ khi công khai yêu Trung Kiên, Lê Phương trẻ đẹp hẳn ra và ngày càng hạnh phúc. Cô được người yêu hết mực cưng chiều, cả hai luôn xuất hiện tình tứ trong các sự kiện, nữ diễn viên chia sẻ rằng bạn trai cho tôi cảm giác an toàn, tình thương của anh lúc nào cũng đông đầy như ban đầu. Từ khi biết, quen và yêu nhau, tôi thấy mình tươi mới, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc. Tôi tin đã tìm thấy được người sẵn sàng che chở hai mẹ con tôi, vượt qua rào cản của dư luận để cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Lê Phương đã làm đám cưới với Trung Kiên tại Trà Vinh. Sau đó, cô tổ chức tiệc cưới tại quê chồng và thành phố Hồ Chí Minh. Lễ cưới của Lê Phương nhận được sự quan tâm của công chúng và báo giới. Mọi người đều chúc mừng nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc sau bao sóng gió. Cát Phượng từ kết hôn với nghệ sĩ Thái Hòa năm 2004. Tuy nhiên, đến năm 2006, cả hai khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi quyết định đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, Cát Phượng chọn một cuộc sống một mình nuôi con trai với tâm niệm không muốn kết hôn lần nữa. Vì khi Thái Hòa tái hôn, Bơm, con trai của Cát Phượng và Thái Hòa đã khóc rất nhiều. Tuy vậy, sau này, được sự quan tâm chăm sóc đồng nghiệp kém tuổi Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã dần nguôi ngoai nỗi buồn hôn nhân tan vỡ. Cô dần nhận lời yêu Kiều Minh Tuấn và hạnh phúc với mối tình này. Kiều Minh Tuấn là một diễn viên trẻ, anh kém Cát Phượng 18 tuổi. Anh bắt đầu nổi tiếng hơn khi vai diễn Giang Hồ Ngọng trong Bụi Đời Chợ Lớn, có được tín hiệu truyền thông tốt từ phía khán giả. Sau đó, anh nhận được lời mời tham gia nhiều phim hơn và chủ yếu vào vai hài hước. Gần đây, khi bộ phim Em Chưa 18 do Kiều Minh Tuấn thủ vai chính được công chiếu thành công tại các rạp chiếu phim, chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn lại được chú ý nhiều hơn. Cặp đôi cũng không khai yêu nhau chứ không còn ngại ngùng khi được hỏi về chuyện tình cảm như trước. Được biết, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã đăng ký kết hôn và mua nhà sống chung, yêu nhau hơn 8 năm, giờ cả hai đều đang mong chờ một đứa con chung. Thanh Hà là ca sĩ nổi danh ở hải ngoại, chỉ từng trải qua hai lần đổ vỡ trong hôn nhân. Quen và biết Roland gần 10 năm, Thanh Hà mới nhận lời yêu người đàn ông này. Roland kém ca sĩ Thanh Hà 12 tuổi, song theo chị, hai người không có khoảng cách
vì tính anh đầm và chững chạc. Nhận xét về bạn trai trẻ tuổi Thanh Hà tâm sự, may mắn là anh ấy không phải là người hời hợt, tính rất đầm và chững chạc, nên ở ngoài đời trông anh không trẻ hơn tôi quá. Lúc đầu biết anh kém tuổi tôi đã từ chối, anh thuyết phục. Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ vậy, em là cô gái Tây mà cái đầu còn quá ưu Việt Nam. Hay đưa tôi về gặp con em đi, đảm bảo bé sẽ thích tôi đấy. Tôi sẽ chứng minh em chọn anh là không sai lầm. Từ ngày yêu nhau, Thanh Hà và bạn trai luôn sát cánh, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, kể cả những sở thích chung. Roland yêu Thanh Hà vì mọi tính cách ở chị, vì sự tôn trọng nhau và niềm đam mê với âm nhạc. Không chỉ vậy, bạn trai còn gắn bó rất thương yêu con gái riêng 17 tuổi của Thanh Hà. Con gái luôn hỏi tôi tại sao không kết hôn với chú Roland. Con bé còn nói chỉ ước sau này có bạn trai giống như thế. Dù vậy, chúng tôi xác định không kết hôn. Giờ đây tôi không cần sở hữu nữa, chỉ cần yêu là đủ, Thanh Hà cho biết. Nghi vấn đan trường, từng là người yêu đồng giới của Lâm Khánh Chi. Trong tự truyện của mình, người đẹp chuyển giới có nhắc đến một nam ca sĩ tên DT. Cô cho hay cả hai đã có một khoảng thời gian yêu đương rất êm đềm. Đầu tháng 8 2017, giọng ca chuyển giới Lâm Khánh Chi hay Lâm Chí Khanh đã ra mắt độc giả tự truyện về chính cuộc đời cô mang tên Lột Xác. Chia sẻ trên Dân Việt, Lâm Khánh Chi tiết lộ, tất cả những gì cuộc đời tôi, bí mật đều được kể lại hết trong cuốn tự truyện này. Lâm Khánh Chi ấp ủ cuốn tự truyện sẽ là hồi ức kể lại quá trình đi tìm chính mình. Trong đó có những bí mật chưa từng tiết lộ trên mặt báo. Đó là câu chuyện được kể từ nhỏ đến lớn, về chính cuộc đời từ một chàng trai, sau hành trình phẫu thuật chuyển giới để được sống là chính mình. Lâm Khánh Chi cũng muốn nhấn mạnh chuyện cô viết ra đều là sự thật. Sau khi tự truyện được ra mắt, rất nhiều độc giả đã tìm đọc và phần nào đồng cảm với những khó khăn mà cô đã từng trải qua. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là ở kỳ 2 của tự truyện mang tên Vào Nghề, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ về mối tình với một chàng ca sĩ tên DT. Theo như những gì mà giọng ca em chỉ là một cô gái chia sẻ, thì nam ca sĩ này rất giống với anh bò Đan Trường. Miêu tả về tình cũ của mình, Lâm Khánh Chi viết, DT có vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, ai nhìn vào cũng sao xuyến. Và tất nhiên tôi không là ngoại lệ. Anh hiền lắm, hiền tới mức có bị ai ăn hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng. Trong một cơn địa chấn, Lâm Khánh Chi kể, tại đoàn sau đêm của bà bầu Hương Loan, tôi gặp DT. Lúc đó DT hát chung với một anh ca sĩ, hát được một thời gian thì hai người tách ra, thế nên tôi và DT có cơ hội song ca với nhau. Từ đó, tôi và DT nảy sinh mối tình định mệnh. Lần đầu tôi gặp DT là ở quán cà phê Bách Diệp, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm ấy DT hát trước, tôi hát sau. Thời điểm đó, gia đình DT vẫn còn cực lắm. Anh ấy phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ tiện. Vừa học nghề vừa đi hát, DT còn làm đủ thứ việc để phụ cha mẹ kiếm sống. Từ bán bánh mì cho tới bỏ mối bút bi ở các tiệm tạp hóa. Giai đoạn năm 1995, năm 1996, DT vẫn chưa có tên tuổi nên cách xê không đáng là bao. DT đi hát mà quanh đi quẩn lại, chỉ có vài bộ quần áo để mặc lên sân khấu. Hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn, tôi yêu DT lúc nào không hay. Lâm Khánh Chi còn tiết lộ thêm, khi yêu DT, cô không chịu được cảnh nhìn người mình yêu cực nhọc, nên đã rủ anh về nhà chung sống và chăm sóc cho bạn trai từng chút một. Từ bữa ăn giấc ngủ đến quần áo mặc hàng ngày, phụ kiện đi diễn, đều một tay Lâm Khánh Chi lo cả. Họ trở thành một cặp trai đẹp, chạy xô khắp Việt Nam và trở thành một cơn địa chấn trong làng nhạc Việt lúc bấy giờ. Tuy nhiên, khi có sự can thiệp của một người thứ ba là một ông bầu nổi tiếng, thì mối quan hệ của Lâm Khánh Chi và DT rạn nứt sau hơn một năm yêu đương mặn nồng. Khi đọc những dòng tâm sự này của mỹ nhân chuyển giới, không ít khán giả đã có sự liên tưởng tới nhân vật DT mà Lâm Khánh Chi nhắc đến chính là Đan Trường. Không chỉ ngoại hình, những miêu tả về hoàn cảnh xuất thân của DT cũng y chang Đan Trường. Những người yêu mến giọng ca Mùa Thu Vàng có lẽ đều biết là anh cả trong gia đình. Từ nhỏ Đan Trường đã ý thức để gồng gánh cùng ba mẹ lo cho các em. Sau giờ học là nam ca sĩ lại phụ mẹ bán bánh mì, bỏ mối bút bi giúp gia đình kiếm đồng ra đồng vào. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Đan Trường nhiều lần xin nghỉ học nhưng bố mẹ không chịu. Cho đến khi anh Bo học cấp 3, gia đình kiệt quệ, bố mẹ đành phải chấp nhận để con trai thôi học. Đan Trường gom góp mua được bộ đồ nghề tiện để đi học, kiếm cái nghề trang trải cuộc sống. Cũng theo câu chuyện này, ông bầu được Lâm Khánh Chi nhắc đến được nhiều người nghi ngờ là Hoàng Tuấn, bầu show của Đan Trường.
Được biết, thời điểm năm 1997, Lâm Khánh Chi và Đan Trường đang là ngôi sao trẻ mới nổi của đoàn hát Sao Đêm. Ông bầu Hoàng Tuấn mới có ngỏ ý ký hợp đồng, nhưng Lâm Khánh Chi từ chối vì không muốn bị ai quản lý. Lâm Khánh Chi liền giới thiệu người bạn thân thiết là Đan Trường cho bầu Tuấn. Không ngờ sau 2 năm, Đan Trường nổi tiếng và trở thành ngôi sao sáng trong làng nhạc nhẹ Việt Nam. Sau đó 2 năm, Lâm Khánh Chi cũng nổi tiếng theo. Ngay sau khi dư luận xôn xao nghi vấn Đan Trường từng là người yêu đồng giới của Lâm Khánh Chi, công chúng đã vô cùng hoang mang. Trả lời trên báo, quản lý của ca sĩ Đan Trường, ông bầu Hoàng Tuấn phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định nhiều chi tiết trong chuyện của Lâm Khánh Chi là nói xạo. Về phía mỹ nhân chuyện giới, cô cho biết những gì viết trong tự truyện là bí mật cuộc đời nên không muốn dư luận đào sâu. Bản thân cô cũng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết người mà cô nhắc đến trong tự truyện là người nào.